Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin chào quý vị đang cùng đến với bác sĩ 247 được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, trẻ khỏe mạnh, cao lớn luôn là mong ước là tâm nguyện của rất là nhiều phụ huynh bởi nhiều nguyên nhân thì nhiều trẻ em bị thấp dưới chuẩn hơn so với rất nhiều những trẻ em đồng trang lứa như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể can thiệp được vấn đề đáng lo ngại này ở trẻ. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề là con có chiều cao dưới chuẩn, cha mẹ cần làm gì? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi ngay bây giờ tại trường quay. Xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Đinh Thà đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin chào bác sĩ. Xin mến chào em sinh Nguyên Khang. Xin kính chào quý vị khán giả. Tuy đã 12 tuổi nhưng bé Gia Bảo chỉ cao 139cm. Ngoại hình thấp hơn rõ rệt so với các bạn cùng trăng lứa chỉ số chiều cao của bé Gia Bảo đối chiếu trong biểu đồ tăng trưởng chuẩn của trẻ từ 0 đến 18 tuổi do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra cũng cho thấy tình trạng thiếu chiều cao của bé. Và chị Nhật Lệ, mẹ của bé Gia Bảo, vô cùng lo lắng trước sự phát triển không bình thường này của con. Thật sự thì mình rất là lo lắng vì chiều cao của con ấy, dưới chuẩn khá nhiều. Nếu mà so sánh với các bạn cùng trang lứa thì con còn không bằng nữa mình sợ nếu mà cứ cái đà phát triển như vậy á thì trong tương lai sẽ rất là thiệt thòi cho con nên mình mong muốn á, tìm một giải pháp để giúp con có thể phát triển toàn diện và mong muốn là con có thể đạt được chiều cao chuẩn khi mà trưởng thành. Vâng, thưa bác sĩ, bậc phụ huynh nào thì cũng lo lắng cho việc phát triển chiều cao toàn diện cho con trẻ của mình. Nó không chỉ là chiều cao mà còn là cân nặng. Thế thì bác sĩ có thể tư vấn làm cách nào để chúng ta có thể biết được cụ thể cái sự phát triển về chiều cao cân nặng trong từng cái giai đoạn cụ thể? Như chúng ta biết thì cân nặng chiều cao là những cái chỉ số sức khỏe quan trọng của trẻ. Phụ huynh ai cũng mong muốn mình biết được những cái mốc quan trọng cho sự phát triển cân nặng và chiều cao thì cũng đã có những cái con số nó cụ thể. Tuy rằng là mỗi một giai đoạn phát triển, từng độ tuổi thì những cái chỉ số cân nặng chiều cao nó có thể nó thay đổi khác nhau. Cụ thể đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi, tức là trẻ dưới một tuổi, thì khi mà mới sinh ra đời thì cái sự phát triển cân nặng chiều cao của trẻ thay đổi từng ngày. Cụ thể trong cái năm đầu đời, khi mà trẻ sinh ra được khoảng 3 kg, thì từng tháng, từng tháng sẽ có sự tăng cân của trẻ. Đặc biệt chiều cao trong năm đầu đời, nếu mà chúng ta nuôi dưỡng tốt, thì có thể đạt được 25 cm. Có nghĩa là một trẻ sinh ra là 50 cm thì gần một tuổi thì sẽ đạt được 75 cm. Rồi giai đoạn từ 2 đến 10 tuổi thì mỗi năm sự phát triển chiều cao cũng sẽ đạt khoảng 10 cm trong một năm. Và sau 10 tuổi thì cái sự phát triển chiều cao của bé nó sẽ giảm dần. Đặc biệt nó chỉ tăng mỗi năm khoảng 5 đến 6 cm trong một năm. Và cái đỉnh điểm đột phá tăng chiều cao cao nhất đó là giai đoạn tiền dạy thì và dạy thì. À đối với bé gái thì thường rơi vào cái giai đoạn từ 9 đến 11 tuổi thì mỗi năm các bé sẽ có thể tăng được 6 cm. À đối với bé trai thì nó rơi vào giai đoạn từ 12 đến 14 tuổi thì mỗi năm bé trai sẽ tăng được khoảng 7 cm chiều cao và cụ thể từng cái cột mốc cho cái giai đoạn phát triển từ lúc xanh cho đến lúc khoảng tầm 5 đến 10 tuổi thì chúng ta cũng có những cái con số để chúng ta biết được cái sự phát triển chiều cao của bé có bình thường hay không. Cụ thể đối với bé sơ sinh mới sinh ra nếu mà một người phụ nữ mang thai mà có một cái chế độ dinh dưỡng tốt á, thì khi mà sanh em bé ra cũng đạt được ít nhất 50 cm chiều cao. Trẻ từ 7 tháng đến 1 tuổi thì cũng có cái sự gia tăng chiều cao và cân nặng cụ thể. À, cụ thể là trong cái năm đầu tiên á, cái chiều cao của bé sẽ tăng thêm khoảng 25 cm. À, còn cái cân nặng ấy, thì gần như là tăng gấp 3 lần so với lúc sạch Và bước qua cái tuổi từ 2 đến 3 tuổi thì sự phát triển cân nặng chiều cao nó chậm lại một chút thì mỗi năm bé có thể tăng được khoảng 10 cm chiều cao. À, đối với bé từ 3 đến 4 tuổi thì nó có sự thay đổi về cái vóc dáng, có nghĩa là tay chân bé sẽ nhanh dài ra và đặc biệt là giảm đi cái lượng mỡ trên cái khuôn mặt. Do đó chúng ta thấy bé có thể có cái dáng dong dòng cao và khi trẻ bắt đầu qua tuổi thứ năm thì cái sự phát triển chiều cao sẽ chậm lại. À, mỗi năm sẽ tăng khoảng 4 5 cm và đạt cái điểm cao nhất, hiệu quả à, gọi là tối đa đó là khi mà bé bước vào tuổi dậy thì. Đối với bé gái thì cái độ tuổi đó là từ 9 đến 11 tuổi thì mỗi năm bé gái sẽ tăng được khoảng 6 cm. À, như vậy thì cái sự tăng chiều cao sẽ đạt tối đa khi mà bé vượt qua 2 năm tính từ cái kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Đối với bé bé trai thì cái độ tuổi dậy thì khoảng tầm 12 đến 14 tuổi thì mỗi năm bé trai sẽ tăng được khoảng 7 cm và đạt cái đỉnh điểm đến cái tuổi đó là 17 tuổi. Thì đây là những cái cột mốc quan trọng về cân nặng chiều cao theo từng cái độ tuổi mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo bồi dưỡng các bé trong suốt cái quá trình khô lớn. Vâng thưa bác sĩ như vậy thì nếu như mà chiều cao cũng như là cân nặng của trẻ mà đạt dưới cái quy chuẩn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái sức khỏe của trẻ sau này ạ? À, đối với một bé thì khi mà không có cái chiều cao và không có cân nặng chuẩn đó, thì cái điều đó làm cho các bậc phụ huynh lo lắng rất là nhiều. Tại vì sao nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của bé. Cụ thể một em bé thường không có chiều cao tốt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình khôn lớn. Đặc biệt là bé có thể rơi vào tình trạng còi xương, thiếu xương. Thì đây cũng là một trong những cái yếu tố nó sẽ tạo cái tiền đề là bé sẽ trở thành một cái người thấp còi sau này. Như vậy thì khi mà em bé có chiều cao không tốt thì lớn lên trưởng thành sẽ gặp rất nhiều những cái bất lợi cho cái cuộc sống, đặc biệt là tâm lý không có ổn định, không có nhiều cơ hội cho sự phát triển về nghề nghiệp. thì đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. và bên cạnh đó thì cũng có những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sức khỏe thể chất của em bé đó. ví dụ như một em bé mà có chiều cao không có đạt, cân nặng không đạt, thì đồng nghĩa với một em bé có cái sức đề kháng yếu kém. tại vì sao khi mà bị còi xương, loãng xương thì em bé sẽ mắc những cái bệnh nó rất là dễ đặc biệt là những cái căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vì sao cái hệ miễn dịch nó không hoàn thiện bé rất là dễ mắc sởi này mắc cúm này thủy đậu viêm phổi viêm màng não đây là những căn bệnh rất là dễ mắc trong những năm tháng đầu đời thì nếu mà bé mà không có cái chiều cao hoặc cân nặng tốt thì sẽ rất dễ rơi vào cái tình huống này cái thứ hai nó ảnh hưởng về về mặt sức khỏe tinh thần một em bé mà các bạn thấy là nuôi mà không có lớn cứ nhỏ nhỏ coi cọc thì thường thường là cái tinh thần em bé nó không có nó không có năng động em bé thì thường không có lanh lợi không có vui vẻ để hòa nhập tất cả những cái hoạt động đặc biệt là hoạt động vui chơi học tập trong cuộc sống thì nó cũng sẽ giảm đi cái chất lượng sự phát triển của trẻ trong tương lai và một trong những cái ảnh hưởng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng ở những cái nước mà kém phát triển hoặc là những nơi mà người ta cảnh báo là trẻ bị suy dưỡng thấp còi nhiều thì cái tỷ lệ tử vong thường tăng cao thì đây cũng là những cái điểm mà chúng ta cần chú ý để làm sao chúng ta bảo vệ sức khỏe tốt cho trẻ nhất là vấn đề phát triển chiều cao và cân nặng Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì phụ huynh cần phải làm gì khi mà con trẻ có chiều cao thấp so với chuẩn và nên có những cái biện pháp làm thế nào để có thể phát triển tối ưu toàn diện chiều cao và giúp cho trẻ có thể đạt được chiều cao vượt chuẩn so với thế giới? À, cái điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải chủ động tìm hiểu và áp dụng những cái phương pháp để có thể hỗ trợ cho trẻ nhất là những trẻ không đạt chiều cao chuẩn, cân nặng chuẩn để bé có cơ hội tiếp tục phát triển chiều cao trong tương lai, đặc biệt là có thể hy vọng nó có thể bắt kịp với cái đà tăng trưởng của các bạn đồng trang lứa thì cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta có thể áp dụng được cái đầu tiên đó là cái phương pháp về vấn đề tập luyện thể lực đây cũng là một trong những cái yếu tố cũng rất là quan trọng tôi thấy ngày nay cái công việc của các bộ phương rất là bận rộn nhiều khi chúng ta không chú ý đến cái vấn đề khuyến khích hoặc là vận động em bé tập thể lực khi mà chúng ta tập những cái môn thể thao nó giúp kéo giãn cái xương ấy, thì giúp bé có thể phát triển chiều cao ví dụ bơi lội này đạp xe đạp đi bộ chơi bóng xà đơn vân vân những cái môn mà thể thao các bé nó thích cái biện pháp thứ hai đó là chúng ta quan tâm đến giấc ngủ của các cháu tại vì sao em bé nhỏ cái giấc ngủ rất là quan trọng thứ nhất là ngủ phải đủ giờ có nghĩa là mỗi ngày phải ngủ ít nhất 8 tiếng và cái giấc ngủ thì không có được ngủ quá trễ có nghĩa là trước 22 giờ là phải cho các cháu đi ngủ tại vì sao vào cái thời điểm này á, khi mà các bé ngủ thì cơ thể sẽ tiết ra cái lượng hormone tăng trưởng cao nhất thì chính cái lượng hormone này sẽ giúp kích thích tạo cái tế bào sụn thì sụn sẽ là một trong những yếu tố giúp phát triển chiều cao của xương. Và một trong những yếu tố rất rất là quan trọng đó là vấn đề dinh dưỡng mà ai trong chúng ta cũng biết dinh dưỡng nó quyết định tới 32% sự phát triển chiều cao của bé trong tương lai và ai cũng mong muốn con mình có một cái chiều cao tốt toàn diện thì chúng ta hỗ trợ bé bằng một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý nó cũng không có nó cũng không có mất thời gian và nó cũng không khó để chúng ta áp dụng. Cụ thể là chúng ta bổ sung cho các cháu đủ những cái nhóm dưỡng chất cần thiết, trong đó có chất đạm này, chất bột đường, chất béo và đặc biệt là phải có những cái vitamin, khoáng chất thiết yếu cần thiết. Trong đó chúng ta thường được nhắc tới đó là canxi. Canxi được xem là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Canxi mà được cung cấp bổ sung đầy đủ đưa đến xương thì xương sẽ phát triển tốt thì giúp bé sẽ phát triển chiều cao toàn diện mà như vậy thì để canxi hấp thu tốt thì cần phải có sự hiện diện của vitamin d và yếu tố manhê vì sao cái vitamin d sẽ giúp hấp thu canxi từ ruột và máu rồi đưa đến cơ quan đích đó là xương và răng và một trong những yếu tố cũng rất là quan trọng đó là phải có sự hiện diện của một cái thành phần để làm sao cái sự hấp thu canxi nó trọn vẹn hơn đó là yếu tố mk 7 và tất cả những cái khoáng dưỡng chất cần thiết hàng ngày mà chúng ta cần phải bổ sung cho bé ví dụ như là công rô etin này dha rồi kẽm đồng magie brom mangan silic thì tất cả những cái này rất tốt cho sự phát triển của xương giúp cho bé có thể phát triển tối đa toàn diện chiều cao trong tương lai à, thưa bác sĩ như vậy thì những cái giai đoạn nào mà phụ huynh cần phải chú ý để có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con mà phát triển được chiều cao vượt chuẩn đặc biệt là khi mà giai đoạn trưởng thành à, đây cũng là một trong những cái câu hỏi của rất nhiều các bậc phụ huynh có những giai đoạn nào mà chúng ta cần phải tập trung chú ý để làm sao chúng ta giúp bé có thể phát triển tối ưu chiều cao trong tương lai thì cái giai đoạn đầu tiên nó rất là quan trọng đó là giai đoạn bào thai khi một người mẹ mang thai á, thì chúng ta cần chú ý là sự phát triển của bào thai rất là quan trọng đặc biệt là vào tháng thứ tư thì bắt đầu có sự hình thành khung xương thì đây là giai đoạn mà cơ thể của người mẹ cũng cần phải cung cấp đầy đủ canxi cho người mẹ mang thai và bào thai để cái quá trình phát triển khung xương nó thuận lợi như vậy thì khi mà bé được cung cấp đầy đủ canxi qua qua người mẹ thì bé ra đời sẽ có một cái chiều cao rất là tốt đạt chuẩn à, đó là đạt được 50 cm chiều cao tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn này mất cái cơ hội của giai đoạn này rồi á thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng chúng ta có cái giai đoạn vàng thứ hai đó là giai đoạn từ 0 đến 2 tuổi à, đây là cái giai đoạn mà chúng ta cần chú ý bồi dưỡng cho bé bằng cách là bổ sung tất cả những cái dưỡng chất khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của bé trong đó có canxi. Thì cụ thể là trong giai đoạn từ 0 đến 2 tuổi á thì bé có cái sự phát triển cân nặng chiều cao rất là cụ thể. Ví dụ như là trong lúc mới sanh ra bé được một cái chiều cao chuẩn đó là 50 cm. Thì cái năm thứ nhất bé có thể tăng thêm được 25 cm. Nếu mà chúng ta nuôi dưỡng tốt. Và cái năm thứ hai thì bé sẽ tăng thêm được 10 cm. Như vậy tổng cộng hai năm đầu đời từ 0 đến 2 tuổi bé sẽ có thêm chiều cao là 35 cm. Nếu người mẹ có một cái chế độ nuôi dưỡng em bé tốt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé trong suốt cái quá trình chăm sóc bé, thì đây cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng và chúng ta không quên bổ sung đầy đủ canxi cho bạn, cho bé. Thì đây cũng là giai đoạn quan trọng và cái giai đoạn hết sức cần chú ý đó là cái giai đoạn vàng cuối cùng để bé có thể vượt trội, để có thể tăng chiều cao một cách vượt bực đó là giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. À, đối với bé gái thì nó rơi vào cái tầm từ 9 đến 11 tuổi, còn bé trai thì khoảng từ 12 đến 18 tuổi. Thì đây là cái giai đoạn mà bé sẽ nhổ giò rất là nhanh và cao lên rất là nhanh. Cụ thể là mỗi năm có khi bé sẽ cao được 8 đến 12 cm. Và các bạn cũng không quên là sự phát triển chiều cao sẽ đạt đến cái mức có khi tới 22 tuổi. 20 đến 22 tuổi thì đây cũng là giai đoạn mà chúng ta cũng đừng có lơ là. Có nghĩa là chúng ta phải bổ sung liên tục thường xuyên cho bé trong suốt cái quá trình con lớn thì như vậy bé mới có cái cơ hội phát triển tốt chiều cao toàn diện và có một cái sức khỏe dẻo dai. À, thưa bác sĩ như vậy thì làm thế nào mà phụ huynh có thể lựa chọn được một cái sản phẩm mà nó giúp cho trẻ có thể phát triển được chiều cao một cách toàn diện à, tối ưu, thậm chí là có thể vượt chuẩn của thế giới không? Khi quyết định chọn sản phẩm giúp cho con trẻ tăng chiều cao thì chúng ta nên chọn những cái sản phẩm có những cái ưu điểm như sau cái điều đầu tiên có chứa bộ ba canxi nano mk 7 và vitamin d 3 cái thứ hai là nó chứa đa dạng những khoáng chất cần thiết uh, cho sự phát triển vững chắc của khung xương ví dụ như là có kẽm có magie có đồng có boromagansilic, rồi comroetin dha đặc biệt là cái comroetin thì giúp kích thích giúp lớp sụn phát triển thì nơi đây là nơi mà canxi si và những cái khoáng chất gắn vào sẽ giúp cho xương dài nhanh ra thì đây cũng là một trong những cái lợi thế cũng rất là quan trọng và cái yếu tố ưu uh, việt tiếp theo đó là cái sản phẩm này đã được cấp phép của bộ y tế để lưu hành và được phân phối bởi công ty có uy tín đó là công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. và cái bộ sản phẩm này có thành phần toàn diện có nghĩa là khi mà bổ sung thì không thừa và cũng không thiếu và cái dạng bào chế thì phù hợp theo từng lứa tuổi đặc điểm phát triển của trẻ do đó chúng ta sử dụng rất là dễ và an toàn cụ thể đối với những em bé mà muốn tăng chiều cao toàn diện tối đa mà có sức đề kháng tương đối là yếu kém hệ miễn dịch chưa hoàn thiện thì chúng ta sẽ sử dụng bộ sản phẩm chứa cái bộ ba canxi nano vitamin d 3 mk 7 và đặc biệt có hai cái thành phần đó là colostrum là sữa non và immun alpha giúp gia tăng sức đề kháng giúp kích hoạt hệ miễn dịch giúp bảo vệ trẻ chống lại những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm À, cái bộ sản phẩm à, ngoài cái thành phần đó là bộ ba Canxi nano, Vitamin D3 MK7 thì trong cái sản phẩm có thêm những cái thành phần giúp gia tăng sự phát triển trí não, bảo vệ đôi mắt, giúp trẻ học tập tốt hơn, gồm có EBA, DHA, Torin, cao thì những em bé nào mà đang cần thiết cho sự phát triển trí não, tăng cường hoạt động, học tập và bảo, bảo vệ đôi mắt. Và cái viên uống thì với cái hàm lượng cao, trong đó có canxi và những các khoáng chất cần thiết thì sẽ đủ cung cấp tất cả những cái yếu tố cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ nhất là giai đoạn dậy thì từ 8 đến 18 tuổi đó thì rất là cần thiết bổ sung những cái khoáng chất cần thiết này như vậy thì chúng ta nên sử dụng cái bộ sản phẩm này cho trẻ ngay từ bây giờ à, liên tục thường xuyên càng sớm càng tốt trong suốt cái quá trình phát triển của trẻ đặc biệt là chúng ta cần phải chú trọng đến các giai đoạn phát triển quan trọng mình gọi là giai đoạn vàng đó như tôi nói đầu chương trình đó là giai đoạn từ 0 đến 2 tuổi giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì như vậy khi mà chúng ta áp dụng cái bộ sản phẩm tăng chiều cao vitin cho con trẻ thì trẻ sẽ có cơ hội đạt chiều cao nhanh tối đa và vượt chuẩn có một cái thể lực khỏe khoắn, à, dẻo dai và thân hình cân đối thì đây cũng là một trong những cái mong muốn của rất nhiều các bậc phụ huynh và chúng ta cũng đừng có quá lo lắng những gia đình mà có cha có mẹ có chiều cao chưa có đạt hoặc là khiêm tốn thì khi mà chúng ta áp dụng cái bộ sản phẩm này trẻ vẫn có thể đạt được chiều cao như chúng ta mong đợi tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm tăng chiều cao giúp con vượt chuẩn chiều cao khi trưởng thành. Chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7, chứa các dưỡng chất quan trọng khác như DHA, chondroitin, magie, kẽm, đồng, boron, silic, mangan. Chứa chondroitin giúp kích thích lớp sụn tiếp hợp phát triển, giúp xương dài ra nhanh hơn. Được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế và phân phối bởi công ty dược phẩm Vinh Gia thành phần toàn diện đảm bảo không thừa không thiếu có dạng bào chế phù hợp với từng giai đoạn đặc điểm phát triển ở trẻ mình được các chuyên gia tư vấn và đã lựa chọn tin dùng sản phẩm tăng chiều cao tin với bộ ba là Calcinano nè D3 và và MK7 sau 3 tháng kiên trì cho con sử dụng nè kèm theo là tập thể dục thể thao nè ăn uống điều độ nè và cho con ngủ đủ giấc thì bây giờ chiều cao và cân nặng của con đã phát triển một cách toàn diện Bây giờ thì con có thể bắt kịp được với các bạn cùng trang lứa rồi à, Mình sẽ tiếp tục cho con sử dụng cho tới năm 18 tuổi Để con có thể à, vượt chuẩn chiều cao Xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Thạc Và hy vọng là quý vị khán giả theo dõi chương trình này Chúng ta cũng có được những thông tin hữu ích Trong việc à, làm thế nào để có thể giúp con mình có thể tăng chiều cao như mong muốn à, Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhà hàng 15 Tăng chiều cao toàn diện cho trẻ của dược phẩm Finja Đã đồng hành cùng với chương trình này Bên cạnh đó, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua xuyên thoại hotline đó là 1800 55 88 89 xuyên thoại miễn cước hoặc quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 24 trên 7 đó là 0896509509 509 509. Ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào website à, bác sĩ tư vấn vn hoặc gửi email cho chúng tôi để nhận được những cái hội âm à, đó chính là địa chỉ sống khỏe a à, vòng bác sĩ tư vấn vn Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.